Chào buổi sáng tất cả mọi người, mình sẽ lại bắt đầu thông tin tình hình dịch Covid tại Bến Tre sáng ngày hôm nay ngày 5 tháng 8, bao gồm những nội dung như sau. Và trước khi bắt đầu thông tin chi tiết, mình cũng muốn xin nhắc các bạn là về tình hình dịch tại Bến Tre là hiện nay là Chợ Lách đã ghi nhận hơn 10 ca Covid-19. Thì những số ca này không hề liên quan đến những người về từ thành phố Hồ Chí Minh. Cho nên mọi người khi mà phát ngôn trên cộng đồng mạng phải cẩn thận và phải phát ngôn theo sự hiểu biết của mình. Chứ mà các bạn phát ngôn theo cảm tính đó, là một trách nhiệm là các bạn phải chịu trách nhiệm với pháp luật. Và thông tin đầu tiên đó, chính là Bình Đại phát đi thông báo khẩn là Trung tâm Y tế huyện Bình Đại xin thông báo người dân có đến Bách Hóa Xanh tại thị trấn Bình Đại trong khoảng thời gian là từ 4 giờ chiều đến 4 giờ 30 chiều ngày 1 tháng 8 và từ 4 giờ đến 4 giờ 30 chiều ngày 3 tháng 8 thì hãy nhanh chóng liên hệ ngay đến trạm y tế gần nhất. Hoặc gọi điện đến đường dây nóng của Trung tâm Y tế huyện Bình Đại là 02753 851 953 để được hướng dẫn phòng chống dịch Covid-19. Và thông tin tiếp theo chính là số ca dương tính được ghi nhận vào sáng ngày hôm nay, ngày 5 tháng 8. Thì sáng ngày hôm nay Bến Tre ghi nhận thêm 18 ca mắc Covid-19 mới, bao gồm là Ba Tri, Chợ Lách, Châu Thành và Mỏ Cày Nam. Thì ở Ba Tri là gồm 12 ca, là trong đó là thị trấn là 3 ca ở khu phố 2 và khu phố 4. Tân Thủy là 8 ca ở Tân Phước và An Bình Tây là 1 ca ở An Lợi. Chợ Lách là 2 ca gồm Long Thới, 1 ca ở An Quy, Phú Phụng, 1 ca ở ấp Chợ. Và Châu Thành là 3 ca bao gồm là An Hóa là 1 ca ở ấp 3, Phú Đức 1 ca ở Phú Xuân và An Hiệp 1 ca ở Hòa Thanh. Thì Mỏ Cày Nam 1 ca ấp Vĩnh 2, xã Đa Phước Hội. Trong đó là phát hiện trong khu cách ly và phong tỏa là 17 ca. Một trường hợp là hoàn thành cách ly sau 4 ngày và có dấu hiệu triệu chứng. Sau đó test nhanh là dương tính. Thì tính đến nay sáng ngày 5 tháng 8 Bến Tre có tổng cộng 972 ca. Và ghi nhận thêm một ca tử vong tại xã Bảo Thuận, Ba Tri. Bệnh nhân là nam sinh năm 1965, tử vong lúc 1 giờ 30 phút trưa ngày hôm qua. Tính đến nay thì Bến Tre ghi nhận là 15 ca tử vong. Số ca ra viện tính đến ngày hôm nay ngày 5 tháng 8 là 246 ca. Mình cũng xin kết thúc thông tin nhanh buổi sáng ngày hôm nay tại đây. Bạn nào chưa đăng ký vui lòng cho mình xin một nút đăng ký bên dưới nha. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều.